Cháu chào cô ạ. Sao hôm nay cô lại đến đây ạ? Cháu, con dâu nhà cô nó mới có bầu, sợ nó ăn ngoài không đảm bảo nên cô nấu ít đồ ăn mang đi cho nó. Ôi, ai mà làm con dâu cô thì thích quá ạ. Có gì đâu cháu, cô ở nhà cũng buồn, mà có bầu ấy thì tốt nhất là ăn đồ nấu ở nhà cho nó đảm bảo. Đúng rồi đấy cô ạ. Cô bảo nó ở nhà nó có ở đâu, nó cứ thích đi làm ấy. Con này nó cũng khó ăn lắm, cho nên là cô nấu ít cái đồ dễ ăn mang đi cho nó. Thôi, cháu đưa cô vào chỗ Mi nhá. Không, thức ăn nó nguội hết. Ừ, em biết rồi. Anh cứ yên tâm giải quyết công việc bên đấy đi. Ở nhà đã có mẹ lo rồi mà. Ý của em là mẹ với em sẽ chăm nhau. À, cuối tuần này em sẽ đưa mẹ đi chơi nhá. Thôi anh nghỉ đi, em có tí việc chút. Đường xá hôm nay đông quá cho nên mẹ đến muộn. Toàn thức ăn mẹ nấu đây này, con ăn đi. Mẹ ơi, con nhắc mẹ điều này nhá. Lần sau mẹ vào phòng con thì ý thức giúp con cái việc gõ cửa. Với lại là con đã nhắc bao nhiêu lần rồi, không cần mang cơm đến. Lại một đống linh ta linh tinh. Toàn những thứ mẹ nấu đấy, bầu bí thì không nên ăn ở ngoài, không tốt đâu. Những thứ này tốt cho phụ nữ mang thai lắm đấy, con mau ăn đi. Con chả biết mẹ nấu tốt như thế nào, chỉ thấy bốc mùi với lại chẳng khác gì nấu cho lợn đâu. Vớ vẩn, lợn là lợn như thế nào? Thế thôi, con ăn đi, con ăn đi một tí, vừa tốt cho mẹ, tốt cho con. Thôi, mẹ cứ để đấy. À, tiện mẹ đến đây rồi thì mẹ dọn giúp con cái bàn làm việc. Chứ bầu bí vào, người nhức mỏi, con chẳng muốn làm gì đâu. Đây. Mẹ làm ướt hết cả người con rồi. Tôi chết rồi. Mẹ xin lỗi. Để đến mẹ lau cho. Tránh ra. Cả cái giấy ăn bẩn như thế mà mẹ lau của người con đấy à? Mẹ quên. Con chả hiểu mẹ làm sao nữa ấy. Chỉ giỏi mua việc cho người khác thôi. Thôi, con đừng bực mình nữa, ảnh hưởng đến em bé đấy. Mẹ đừng nói nhiều nữa, con đã đủ đau đầu lắm rồi. Cứ để đấy, có cái túi rác ở cửa kia kìa, mẹ mang đi vứt giúp con. Chứ để đấy bốc mùi kinh lắm. Công ty này có lao công cơ mà. Bà ấy xin phép nghỉ việc. Mà mẹ đến đây có làm cái gì đâu. Có cái túi rác mẹ vứt giúp con mà mẹ còn cự nữ với con nữa à? Sao con đứng đấy? Đi vứt đi. Với ở dưới công ty ý, có cái siêu thị nhỏ, mẹ mua cho con ít hoa quả chua chua vào. Chứ nhạt mồm nhạt miệng khó chịu lắm. Mẹ đến có tí đủ là con đau đầu lắm rồi. Alo. Chà chà, hôm nay chủ tịch nhà ta có việc gì mà lại đích thân đến tận công ty này? Thì mẹ mang đồ ăn đến cho cái Mi. Mẹ tự nấu mang đến cho nó đảm bảo con ạ. Con trai mẹ đúng là ra gì thật rồi đấy. Anh ấy, quan tâm đến vợ con một tí đi. Đừng có suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại ấy. Sắp làm bố trẻ con rồi đấy. Có mẹ con gì nữa ạ? Chỉ được cái thế. Thật mà mẹ, con phải cố gắng hoàn thành tâm nguyện của bố chứ. Để hay trở thành tập đoàn lớn nhất cả nước đã. Hôm nay là ngày nghỉ nên là công ty không có ai đâu. Rồi rồi, anh đừng có giục nữa, em đang tìm đấy. Thằng chồng của em đi công tác ngày mai mới về cơ. Thôi để em tìm đã, nhá. Giấu được bà mà dễ à?
Em thấy rồi. Cái này ngày mai em sẽ mang đến cho anh. Lão chồng ngu ngốc của em ấy mà mất đống này xem như phá sản. Lúc đấy chúng ta sẽ giàu to và sớm được ở bên nhau thôi. À, mẹ, con đã bảo với mẹ bao nhiêu lần rồi là không cần mang cơm đến cho con mà. Cô nói gì? Phá sản cái gì? Con có nói gì đâu. Đâu phá sản gì đâu ạ. Con nói chuyện với đối tác ấy mà. Cô đừng có dối trá. Tôi đã nghe thấy hết rồi đấy. Này, để yên cho tôi còn hiền. Cái loại bà già chỉ biết cắm mặt vào xó bếp như bà ấy, đừng có nghe tai nọ sọ tai kia. Tôi cáu đấy. Mày, mày nói với mẹ chồng mày như thế à? Bà nghĩ bà là ai mà sao tôi không dám. Chỉ ít phút nữa thôi thì cả cái tập đoàn này sẽ thuộc về tay tôi. Biết điều ấy thì còn có cái nhà mà ở. Còn không, rút ra đường. Đây là công ty của chồng tao. Con tao đổ mồ hôi xương máu mới có được. Mày không được cướp trắng trợn như thế. Được rồi, tao báo công an. Tao phải báo công an mới được. Đưa đây. Bà nghĩ tôi sợ bà. Có trách ý thì trách thằng con trai bà quá ngu. Mày đưa hết giấy tờ đây cho tao. Không. Đống giấy tờ này phải mất bao nhiêu năm tôi mới có được. Ngu gì tôi đưa. Trả cho tao. Này bạn. Mày trả cho tao. Này. Tránh ra. Mẹ. Cô sao không ạ? Con. Nó đang định cướp công ty của mình đấy con à. Sao? Sao anh bảo với em ngày mai anh mới về cơ mà? Tôi về sớm để tính sổ với cô đấy. Tính sổ? Em có làm cái gì đâu. Tại mẹ. Tại mẹ đến công ty rồi gây đủ chuyện phiền phức. Em đang có bầu mới nóng tính như thế. Mẹ tôi hiền như thế mà có phải nổi giận thì đủ hiểu là cô là cái loại mất dạy. Anh ăn nói kiểu gì vậy? Tôi là vợ của anh đấy. Vợ à? Có cái loại vợ nào khốn nạn như cô không? Anh đừng có trừng mắt lên nhìn tôi như thế. Kẻo con lại giật mình. Này, đừng tưởng cô đang có bầu mà tôi không dám xử cô nhé. Đây, cô xem đi. Anh cho người theo dõi tôi. Tôi không thể ngờ được nội gián trong công ty này lại là cô đấy. Tôi đối xử với cô đâu có tệ nhỉ? Sao cô lại đâm sau lưng tôi như thế? Có trách ý thì anh nên tự trách bản thân mình luôn. Câm mồm! Anh dám? Tôi nói cho anh biết, con dấu và chữ ký chủ tịch của tập đoàn này đang thuộc về tay tôi. Anh còn không biết điều quỳ xuống mà van xin đi, lại còn dám tát tôi cơ. Anh tới số rồi đấy. Cô mới là người tới số đấy. Cô nghĩ tôi là chủ tịch á? Cô nhầm rồi. Chủ tịch của tập đoàn này ấy là mẹ tôi cơ. Cái gì? Bà già xó bếp này mà là chủ tịch á? Khi bố tôi mất, chủ yếu số cổ phần của công ty dành cho mẹ tôi. Nhưng mà mẹ tôi đâu quan tâm đến kinh doanh đâu. Mẹ tôi chỉ muốn ở nhà chăm lo cho con cái mà thôi. Cho nên việc của công ty chắc chắn là việc để tôi lo rồi. Còn sắp tới mẹ tôi sẽ chuyển giao quyền chủ tịch của tôi sau. Không thể như thế được. Vậy nên ấy, cái con dấu và chữ ký mà cô vừa lấy được không phải là của chủ tịch đâu, chỉ là thay mặt chủ tịch mà thôi. E là cô giở trò hơi sớm rồi đấy. Mẹ ơi, mẹ cho con xin lỗi. Tại vì con đang có bầu thế nên con mới nóng tính như thế. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Mẹ. Bỏ tay thì ra. Mẹ không thương con thì mẹ cũng phải thương cháu của mẹ chứ ạ. Này, cô đừng có giả đò nữa. Này, trong bụng của cô có chắc là con của tôi không? Anh nói cái gì vậy? Không, con của anh thì là con của ai? Chắc gì? Cô cứ để nó ra đi. Tôi đi kiểm tra ID em xem sao. Nếu nó đúng là con tôi ấy, tôi sẽ chu cấp cho nó đầy đủ. Còn bây giờ ấy,
Cô cút ra khỏi đây. Tôi không có loại vợ như cô. Anh, mình không còn tình thì vẫn còn nghĩa với nhau cơ mà. Em xin lỗi, anh tha cho em lần này thôi. Tội lỗi của cô trời đất cũng không dung thứ ở đâu. Tốt nhất ấy, là cô cút về với cái thằng tình nhân thối tha cô đi. Không, em xin anh này. Không xin giỏi nữa, cút ngay. Xin lỗi đã để mẹ mà chịu khổ như thế. Lại còn suýt nữa làm mất công ty của bố nữa. May quá, giờ thì không sao nữa rồi con ạ. À. Không sao nữa rồi. Mời vào. Dạ chào chủ tịch ạ. Dạ thưa chủ tịch. Đây là văn bản mà bên đối tác đã gửi qua cho bên mình ạ. Chủ tịch xem qua rồi ký giúp em một chữ ạ. Đây cậu. Dạ em cảm ơn chủ tịch ạ. À này, cậu hẹn và sắp xếp ngày, địa điểm và giờ rất rõ ràng để tôi gặp mặt bên họ. À, dạ vâng ạ. Và chuẩn bị toàn bộ giấy tờ kỹ lưỡng theo như tôi dặn. À, dạ vâng ạ. Em có thể quên ăn quên ngủ nhưng mà những lời chủ tịch nói thì em luôn khắc cốt ghi tâm ạ. À, cậu đã chuẩn bị xe cho tôi chưa? À, cái đấy thì chủ tịch lại càng không phải lo. Em đã yêu cầu tài xế bật sẵn điều hòa rồi ạ. Bây giờ chỉ cần đợi chủ tịch bước chân lên là xong ạ. À, thưa chủ tịch, em nghe nói là cậu Long nhà mình đang làm việc ở một bên công ty bên nước ngoài. Vậy thì không biết là cậu Long mình có dự định về tiếp quản công ty không ạ? Con trai tôi làm giám đốc một công ty lớn ở bên nước ngoài. À, dạ vâng ạ. Nó có học vấn, đẹp dai, học giỏi và có sự nghiệp riêng. Nó đâu có cần hưởng về tài sản của gia đình đâu. À, dạ vâng ạ. Xã hội mình bây giờ được mấy người như cậu Long. Vừa đẹp trai, đa tài, lại còn không ỷ lại vào gia thế nữa. Đúng là thiếu gia cho các thiếu gia đấy ạ. Mà kỳ này nó về cùng với một số đại diện công ty của đối tác sẽ ký hợp đồng với Vietsat chúng ta. Nên cậu phải chuẩn bị đón khách khứa cho cẩn thận. À, dạ vâng ạ. Cậu đừng làm mất mặt tôi nhé. Dạ vâng, chủ tịch cứ tin tưởng vào em ạ. Em chắc chắn sẽ làm thật tốt công việc mà chủ tịch đã giao cho. Thôi, bây giờ tôi phải đi ra sân bay. À, dạ vâng. Không muộn giờ rồi nhé. Dạ vâng, em chào chủ tịch ạ. Làm những mình ở nhà bà của con trai. Vợ con làm cái gì mà lâu thế? Để cả nhà chờ cơm này con. Ly ơi, xong chưa em? Chắc vợ con ăn tắm rồi ạ. Hay là mẹ cứ ăn trước đi để tía bọn con ăn sau cũng được. Nhà có mấy mống người, ăn trước ăn sau thì còn ra cái gì nữa. Đây, vợ con ra rồi đấy. Mẹ ạ. Lần sau ấy, con làm cái gì phải nhanh lên. Con mới về, con để cả nhà chờ cơm này có được hay không? Đi ở ngoài đường bụi bẩn kinh chết. Con mà không tắm thì người nhấp nhấp con không chịu được ạ. Con ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Vâng ạ. Mẹ ăn cơm đấy. Cảm ơn mẹ ạ. Anh ăn cơm. Ăn cơm đi. Này, ăn đi. Này, ăn mạnh mạnh lên. Chắc là lâu lắm không được ăn đồ Việt Nam. Con mẹ cứ thế con mẹ tự gấp vậy. Ăn đi con. Mẹ vừa làm cái gì đấy ạ? Đĩa ở trên bàn ai mà chẳng gấp được ạ? Chứ mẹ dùng đũa của mình gấp thức ăn sang bát của người khác, như thế mất vệ sinh lắm ạ. Thế ở Tây mỗi người một khẩu phần, không ai liên quan đến ai cả.
Con thấy ở Việt Nam mình đũa cũng dùng chung, thìa cũng dùng chung, bát nước mắm cũng dùng chung luôn. Anh có biết như thế là bệnh tật lây qua đường nước bọt nhiều lắm không? Mà ăn uống chung chạy kiểu này có ngày bệnh tật đầy mình. Tây mới trả tàu. Ở Việt Nam từ xưa nay người ta vẫn ăn uống thế, mà có bệnh tật gì đâu. Vâng, con biết đấy là văn hóa, là thói quen. Nhưng mà thói quen xấu thì mình phải sửa chứ ạ. Từ bây giờ gia đình mình cứ mỗi người một bát, không ai liên quan đến ai cả. Như thế có phải sạch sẽ hơn không ạ? Tây mới trả ta nhập ra rồi tùy tục. Ở Việt Nam này bữa cơm gia đình là bữa cơm truyền thống để gắn kết cái tình cảm. Chứ nói như cô ấy thì ra hàng mua mỗi người một suất là xong. Thôi kìa mẹ, vợ con ở bên nước ngoài từ nhỏ mà. Em ra có nhiều những cái văn hóa ở Việt Nam vợ con chưa biết thì cứ để từ từ rồi con chỉ cho em sau. Có bây giờ cả nhà mình ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi kìa. Này, mời mẹ. Em ăn. Mẹ nói con nghe này, dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về. Con phải xem thế nào dạy bảo vợ con chứ không chiều chuộng như thế này được đâu. Để loạn nhà này lên mất. Chồng ơi, em đang đói quá. Thèm ăn pizza, spaghetti. À, cả bò hầm rau củ nữa. Salad Nga. Mà không, thèm nhiều thứ lắm. Hay là hôm nay mình đi ăn ngoài đi. Chồng, sao không nghe em nói gì à? Ơi, anh đây. Anh em ở chút xíu thì được. Em không biết đâu. Hôm nay mà anh không đưa em đi ăn ngoài là em giữ nguyên cả tuần đấy. Mẹ thì đang được ở trên đi cả ngày. Có đúng buổi tối là cả nhà mình có cơ hội ngồi ăn cơm với nhau thôi. Bây giờ hai vợ chồng mình cũng ra ngoài ăn. Làm sao được đây? Anh cũng biết đấy, mấy món Việt Nam không hợp khẩu vị của em. Mấy ngày nay em ăn ít ôi là ít, bụng toàn đói thôi. Anh không thương em à? Em có chứ, có thương chứ. Thôi rồi, tối đi ăn nhá. Nhưng mà bây giờ là chờ mẹ về, rồi nói mẹ một câu đã. Thế nhá, chồng em là number one. Mẹ à? Về à? Này, tiện đây mẹ bảo này. Vâng. Trong nhà có người lớn, các con muốn thể hiện tình cảm gì phải vào phòng hoặc chỗ riêng tư. Chứ có con đừng ngồi đây, hàng xóm láng giềng ta nhìn thấy họ cười chết đấy. Thể hiện tình cảm thì có gì là sai mà phải giấu giếm lén lút ạ? Bọn con là vợ chồng chứ có phải là bồ bịch đâu mà sợ người khác nói gì ạ? Muốn gì thì muốn, chỗ nào cũng ôm vai bá cổ như trốn không người ấy. Con thấy chẳng có vấn đề gì cả. Người Việt mình lạ thật đấy. Thể hiện tình cảm, cảm xúc thì cứ phải tìm nơi kín đáo, riêng tư. Còn những việc tế nhị của cá nhân như là đi tiểu tiện thì lại làm ngang nhiên ở nơi công cộng. Đúng là ngược đời mà. Thôi em. Mẹ, vợ chồng con đang tính là đi ra ngoài ăn. Tại vì Ly không ăn được đồ ăn Việt mẹ. Muốn đi ra ngoài ăn hoặc đi đâu cũng được, nhưng phải thay cái bộ quần áo cái đi. Bộ này ạ? Con thấy có vấn đề gì đâu ạ? Bộ quần áo con mặc mát mẻ, nó không hợp với ra ngoài. Nhất là con là gái có chồng rồi, đi ra ngoài người ta cười chết cho đấy. Ôi mẹ ơi, ở bên Tây mặc như con thế này là quá là bình thường ạ. Tại vì con còn trẻ, còn hấp dẫn thì mặc gợi cảm một chút thì có làm sao ạ? Chứ ai lại mặc kín cổng cao tường như mấy bà lão U60, buồn cười chết đi được ạ. Bên Tây thì mẹ không biết. Mẹ chỉ biết rằng nay con là con dâu, mẹ phải dạy bảo con. Nếu không ra đường, con ăn mặc như thế kia, họ sẽ cười mẹ và họ sẽ bàn tán ra vào. Xấu hổ lắm đấy. Sao có phải sợ người khác nghĩ gì ạ? Mình sống cho mình, chứ có phải cho họ đâu ạ? Con không thể cứ để ý người ta nói gì rồi mình phải làm theo thế được ạ. Chị thì giỏi lắm. Ra ngoài kia họ có chửi vào mặt anh chị đâu, và họ chửi vào mặt tôi như này, có dâu mà không biết dạy. Mẹ em, kéo mẹ giận đấy. Nhưng em có làm gì sai đâu. Tôi bây giờ không còn hơi sức để mà cãi nhau với chị. Cường, con ngồi đây mẹ nói chuyện với con. Dạ, con đây ạ.
Vừa rồi mẹ có bàn bạc với các bác là các bác là đang nghĩ có thiện chí sửa sang lại mồ mả cho an khang, mà dòng họ nhà mình cũng rất nhiều người giỏi nên phải xây dựng lại để cho mở mày mở mặt con ạ. Vâng, con sẽ ngồi nói chuyện với các bác để bàn tính về việc này. Mẹ biết kỳ này con về là con cũng rất là bận, nhưng con là con trưởng của dòng họ, các bác bàn nhau là làm hết hơn 2 tỷ, cho nên con cũng phải bớt thời gian để quán xuyến cùng bố mẹ. Mẹ vừa nói cái gì đấy ạ? Xây dựng lại mồ mả hết những 2 tỷ ạ? Con thấy như thế là quá tốn kém, không cần thiết chút nào ạ. Chị là dâu, chị không lo được cái việc gì trong nhà thì chị im đi. Con thấy như ở bên Tây, có người mất họ sẽ hỏa thiêu để cho sạch sẽ. Anh cứ kệ em nói, cắt bụi lại trở về với cắt bụi. Chứ ở Việt Nam mình, con cái lúc sống thì không để ý, đến khi bố mẹ mất thì cứ cố xây một phần mộ thật to, như thế là khoe khoang, trưng diện, chứ đâu phải hiếu thảo à? Chị im mồm đi, chị đừng có báng bổ. Không có con dâu nào mà mẹ nói một câu cãi chăm chảm như thế được. Con đã cố gắng thích nghi hòa hợp với mẹ, nhưng con có cảm giác là con ở đây không được tôn trọng thì phải. Cứ như ở nước ngoài, người ta có quyền bình đẳng từ lâu rồi, mà ở Việt Nam con dâu lại không có quyền lên tiếng là sao ạ? Nước ngoài nước trong thì tôi không biết, nhưng ở đây cô cảm thấy rằng là không hợp thì mời cô về bên nước ngoài của cô mà sống. Thôi mẹ, em, hai người cứ bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau là giải quyết được vấn đề mà. Tại sao cứ phải sùm thế làm gì? Anh nghe thấy rồi đấy, hình như mẹ nói như thế là muốn đuổi em ra ngoài thì phải. Đấy là tự cô nói đấy, còn tôi chịu từ bao nhiêu lâu cho đến ngày hôm nay rồi. Cô không ở được nhà này thì mời cô đi khỏi nhà tôi. Mẹ nói như thế tức là muốn vợ chồng con ly hôn mẹ mới vừa lòng phải không ạ? Đúng đấy, chị đừng tưởng chị Việt Kiều mà ghê gớm. Mẹ thì chỉ có một, vợ thì dễ kiếm, con trai tôi đẹp dai, giỏi giang, vơ đâu chả được 100 đứa hơn chị. Anh nghe mẹ nói rồi đấy. Được rồi, con sẽ đi. Để rồi xem mẹ đuổi một người như con, mẹ sẽ phải hối hận đấy ạ. Em bình tĩnh đã. Con ra đây, con làm gì phải giữ lại những loại đàn bà như thế? Trời ơi, mẹ làm gì thế mẹ? Sao mẹ không thể bình tĩnh một chút được chứ? Mẹ không thể đuổi cô ấy đi được. Sao không đuổi được? Mẹ còn chưa muốn rắc muối gạo theo nó đấy. Khổ quá. Bố cô ấy là chủ tịch tập đoàn nước ngoài. Hả? Thời gian tới sẽ đầu tư và hợp tác với mình đấy mẹ ạ. Thật thế sao con? Mẹ... Em không hợp ở đây nên em sẽ đi. Em ngồi xuống bình tĩnh nghe anh nói chuyện đã. Con ngồi xuống đây. Mẹ, con bỏ qua cho mẹ. Mẹ cũng không biết nói gì vì mẹ cũng vội vàng quá, suy nghĩ hấp tấp. Thôi, con bỏ qua cho mẹ nhé. Mẹ thay đổi cũng nhanh đấy ạ. Nhưng con chán rồi, con sẽ đi. Kìa, con. Con đi là cũng để muốn nói với mẹ. Mẹ muốn dạy con dâu nhưng mẹ sai cách rồi. Và cũng muốn mẹ rút ra một kinh nghiệm. Dâu cũng là con, mẹ đừng coi trọng con trai hơn con dâu. Mẹ ạ. Em. Con. Con, mẹ xin lỗi. Con xem. Con đuổi theo vợ con đi.